từ sáng đến chiều ngày 29 tháng 4, lượng xe ô tô, xe tải, container hướng từ cảng Cát Lái ra đường Đồng Văn Cống, thành phố Thủ Đức tăng cao, đã xảy ra ùn tắc nghiêm trọng đoạn từ nút giao Phà Cát Lái đến nút giao Mỹ Thủy. Hàng trăm ô tô, xe tải, container, xe buýt xếp kín mặt đường, chờ đợi dưới cái nắng hầm hập nhích từng chút để di chuyển trên đường. Ghi nhận của phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng tại tuyến đường này, đến hơn 15 giờ chiều cùng ngày, lượng xe vẫn còn ùn ứ trên đường.